nàng về đâu Yolanda? Chuyện gì đây Yolanda? Còn tìm em Yolanda, mà chẳng thấy Yolanda. Và giờ đây nàng ở đâu, ở nơi nào? Chuyện gì đã thật xảy ra Yolanda? Một mình ta còn tìm em suốt đêm ngày, mà chẳng thấy được hình bóng Yolanda. Vì ánh mắt nàng là ngà sông, và đôi môi nàng là lửa nóng đun tình rực cháy, và lan hương lòng vệ nữ. Thêm khát mắt nhìn lấp lánh, bờ môi em hoa hồng thơm ngát, thêm cho con tim ta thêm say sưa đam mê yêu nàng không nguôi. Nàng về đâu Yolanda? Chuyện gì đây Yolanda? Còn tìm em Yolanda, mà chẳng thấy Yolanda. Và giờ đây nàng ở đâu, ở nơi nào? Chuyện gì đã thật xảy ra Yolanda? Một mình ta còn tìm em suốt đêm ngày, chẳng hề thấy được hình bóng Yolanda. Người ta nói nàng thường dạo phố, ngồi trong xe nhìn nàng lộng lẫy, vừa khiếu xa lại vừa xa vắng, làm bao nhiêu chàng say đắm. Và nếu có ngày nhìn thấy em, chỉ biết ngay người bị yêu qua. Còn hơn trong cơn si mê ta như điên lên không tìm được em. Nàng về đâu Yolanda? Chuyện gì đây Yolanda? Còn tìm mãi Yolanda, mà chẳng thấy Yolanda. Và giờ đây nàng ở đâu, ở nơi nào? Chuyện gì đã thật xảy ra?